Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được đọc cho cộng đoàn nghe một chia sẻ của một ông bố về cách dạy con, xem ra khá là kỳ lạ. Cách dạy con kỳ lạ. Cậu bé thì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên đã lấy trộm và bị ông chủ nhà sách bắt giữ. Vậy mà bố cậu tới lại có một cách xử sự khiến ai chứng kiến cũng thấy bất ngờ. Một hôm, cậu học sinh 14 tuổi đang trên đường trở về nhà sau khi tan học thì nhìn thấy bên trong hiệu sách ven đường có một cuốn sách mà cậu rất yêu thích, nhưng trên người cậu lại không mang đủ tiền để mua cuốn sách đó. Thế là cậu liều đem cuốn sách giấu vào trong ngực, không ngờ bị ông chủ hiệu sách bắt gặp. Ông chủ bực tức đưa ngay cậu bé vào trong một căn phòng kín, sau đó gọi mấy nhân viên bảo vệ tới và xét hỏi. Cậu bé vô cùng sợ hãi, nước mắt ràn rụa chảy đầy khuôn mặt. Một lát sau họ hỏi cậu số điện thoại của gia đình, bố mẹ và gọi điện tới thông báo cho gia đình. Chỉ ít phút sau, cha của cậu bé chạy tới. Cậu cúi đầu im lặng và chờ đợi sự trách phạt của cha. Tôi nghĩ đây nhất định là một sự hiểu lầm, người cha nói, bởi vì tôi rất hiểu con trai của mình. Cháu là một cậu bé hiểu chuyện, nhất định đây là cuốn sách mà cháu rất yêu thích, nhưng lại không mang đủ tiền để mua nó cho nên mới làm như vậy. Ông xem như thế này có được không nhé? Tôi sẽ trả số tiền gấp 3 lần để mua cuốn sách kia và chuyện này coi như xong. Sau đó người cha lấy ra đủ số tiền trả cho chủ hiệu sách. Cậu bé sợ hãi và lấm lét nhìn cha, người cha cũng nhìn con trai, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự trách mắng mà chỉ có chan chứa yêu thương. Hai cho con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói, con trai, cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Câu này rất là hay. Bố mẹ cần phải chấp nhận rằng con cái phải có những lần vấp ngã thì mới trưởng thành được. Thế thì ông bố nói rằng là, con trai, cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi, đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con. Hãy cố gắng học tập và sống, chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến cha mẹ kiêu hãnh và tự hào. Đây cũng là một cái ý rất là hay ha. Bố mẹ lúc nào cũng phải thông cảm rằng để con cái mình trưởng thành thì không nhiều thì ít, nó phải có những lần vấp ngã. Đức Giáo Hoàng của chúng ta nói rằng thà chấp nhận một xã hội đi ra ngoài xã hội chầy chật vấp ngã và làm những điều không hay, nhưng mà còn hơn là một xã hội đóng kín cửa trong nhà rồi trách móc nhau. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sống giữa xã hội và để trưởng thành thì ít nhiều ai cho chúng ta cũng đầy những lỗi lầm, và nó thẳng ra hàng tháng chúng ta vẫn phải xưng tội thôi. Chúng ta cũng phải biết thân phận mình là tội lỗi, chúng ta không phạm tội này thì phạm tội kia. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta hướng thiện và cố gắng đừng phạm lại. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta ít nhiều thì chúng ta cũng vẫn là những kẻ tội lỗi. Thế thì ông bố nói với đứa con rằng là cuộc đời này không nhiều thì ít, con cũng sẽ phải phạm phải những lỗi lầm. Con biết, con cần phải biết con là người yếu đuối, rồi cố gắng tránh đi những lần sau. Lần sau đừng phạm lại lỗi ấy nữa thì con vẫn là người con khiến cha mẹ kiêu hãnh và tự hào. Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền òa khóc và xà vào lòng cha. Ngay cả đời tu của anh em của chúng con cũng vậy, khi một người anh em phạm lỗi thì chúng ta hay kết án và không nghĩ rằng là đã là thân phận con người thì ai cũng rất dễ phạm tội. Chúng ta cần phải, khi một người anh em phạm lỗi, chúng ta phải thấy rằng là thân phận con người không nhiều thì ít, chúng ta đều là những người hay phạm tội. Khi một người anh em của chúng ta có tội lỗi thì điều trước tiên là chúng ta cảm thông và cầu nguyện giúp đỡ để họ có thể đứng dậy, chứ không phải là kết án. Chúa Giêsu vẫn dạy chúng ta là anh em được kết án để không bị Thiên Chúa kết án. Chúa cũng đâu muốn chúng ta làm như thế. Nói xong lời này, cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền oa khóc và xà vào lòng cha. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng trách, đừng đánh mắng khi trẻ phạm tội. Đừng đánh mắng khi trẻ phạm tội, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng gây ra cho trẻ một tâm lý oán hận. Nếu có thể, hãy dùng nhiều hơn một chút tha thứ. Hãy dùng nhiều hơn một chút tha thứ và giảm đi một chút trách mắng, thì đó chính là cách xử sự của bậc cha mẹ
có trí tuệ và tình yêu. Chúng ta hãy lấy lòng tha thứ và tình yêu để giúp con mình đứng dậy sau những lần vấp ngã. Có một lần con cũng có đọc một cái bài báo nói về những tử tù đó. Thế thì đối với xã hội thì những cái kẻ, những cái người phạm tội như thế thì chỉ có chờ ngày thi hành án thôi. Thế nhưng mà cái người cai tù này đó, có một lần thì cái người tử tù đó quá ư là thèm thuốc lá. Thế thì là anh cai tù này cũng thấy chạnh lòng thương thì cũng giúp cho anh đấy một cái điếu thuốc lá, và chỉ một điếu thuốc lá thôi. Thế thì cái người tù tù mặc dù là phạm tội giết người khét tiếng, thế nhưng trước một nghĩa cử yêu thương thì anh ta đã bật khóc. Và cái người cai tù mới nói rằng chỉ có tình yêu mới hoán cải được người ta, chứ không phải là kỷ luật. Khi một đứa trẻ phạm tội, chúng ta cứ nghĩ đem luật ra mà kỷ luật nó thì nó sẽ không phạm tội nữa. Không, tình yêu. Thế thì đối với cá nhân con thì con cũng vẫn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xin cho con càng đi theo Chúa, con càng có tấm lòng vị tha. Con có biết tha thứ, giống như là ngày hôm qua Chúa dạy đấy. Anh em có tha thứ cho người ta thì là Chúa mới tha thứ cho anh em. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.